Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi bản tin buổi sáng hôm nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 11 năm 2021. Chúc quý vị và các bạn ngày mới sức khỏe và luôn luôn thành công. Thưa các bạn, giá vàng trong và ngoài nước đã có phiên giao dịch biến động khá mạnh. Trong khi đồng đô la và lợi suất kho bạc của Mỹ giảm điểm nhưng vẫn đang neo ở mức cao. Qua đây cho thấy giá vàng thế giới đang bị kìm hãm đà tăng. Bên cạnh đó, mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu cũng đã giảm mạnh, về sát mức 75 đô la Mỹ một thùng, sau khi đã có đà tăng mạnh trước đó. Đây là một mức giá thấp trong vòng gần 2 tháng qua. Giá vàng miếng SJC trong nước đã giảm cực mạnh sau nhiều phiên tăng sốc, với mức giảm khoảng 1 triệu đồng một lượng. Hiện đang niêm yết mức giá ở chiều bán dưới 61 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bó số 9 cũng ghi nhận mức giảm 100.000 đồng một lượng và niêm yết tại mức từ 53,5 triệu đồng một lượng cho đến 53,8 triệu đồng một lượng. Sau đây là bảng niêm yết giá vàng thế giới và trong nước tại thời điểm sáng nay. Mời các bạn cùng theo dõi. Thưa các bạn, sau khi vượt sóng không thành công vào đêm qua, giá vàng thế giới đành chốt tuần tại mức thấp vào rạng sáng nay ở ngưỡng 1.845,7 đô la Mỹ. Tính ra trong phiên, vàng thế giới đã giảm tới 12,9 đô la với tỷ lệ 0,69%. Đây là con số không như mong đợi của người chơi vàng và đi ngược hoàn toàn với giới chuyên gia dự đoán trước đó. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở ngưỡng 57.900 đô la Mỹ, trong phiên đã tăng 1,81%. Chỉ số đồng đô la Mỹ đã vượt lên trên mức 96 điểm, trong phiên tăng 0,57%. Lợi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ ở chiều ngược lại, đứng tại mức thấp 1,551% một năm. Giá dầu thô thế giới quay đầu giảm mạnh và đứng tại ngưỡng thấp 75,635 đô la Mỹ một thùng, trong phiên đã giảm tới 4,08%. Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào tại mức 60.100.000 đồng một lượng, chiều bán 60.800.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Hà Nội có mức giá chiều mua 60.100.000 đồng một lượng và chiều bán 60.820.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 700.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào tại mức 60 triệu đồng một lượng, chiều bán 60.900.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại Hà Nội có mức giá ở chiều mua 59.900.000 đồng một lượng, ở chiều bán 60.900.000 đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji từ 900 cho đến 1 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn. Tại Phú Quý, SJC mua vào tại mức 59.800.000 đồng một lượng, chiều bán 60.800.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu có mức giá ở chiều mua 61.120.000 đồng một lượng, chiều bán 61.790.000 đồng một lượng. Tại Mi Hồng, SJC có mức giá hai chiều mua bán 60 triệu đồng một lượng và 60.800.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC tại một số ngân hàng. Tại ngân hàng SCB mua vào tại mức 60.200.000 đồng một lượng, bán ra 60.700.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng ACB mua vào tại mức 60.300.000 đồng một lượng, bán ra 61 triệu đồng một lượng. Tại ngân hàng SCB có mức giá hai chiều mua bán 60 triệu đồng một lượng và 60.800.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng TPBank Gold có mức giá chiều mua 59.900.000 đồng một lượng và chiều bán 60.900.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành có mức giá ở chiều mua từ 60.070.000 đồng một lượng đến 60.120.000 đồng một lượng. Ở chiều bán có mức giá từ 60.800.000 đồng một lượng đến 60.850.000 đồng một lượng. Giá vàng bốt số 9, vàng nữ trang SJC. Nhẫn bốt số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ, mua vào tại mức 53.100.000 đồng lượng, bán ra 53.800.000 đồng lượng. Vàng nữ trang bốt số 9 có mức giá ở chiều mua 52.800.000 đồng lượng, ở chiều bán 53.500.000 đồng lượng. Vàng nữ trang 24K có mức giá hai chiều mua bán 51.870.000 đồng lượng và 52.970.000 đồng lượng. Vàng nữ trang 18K có mức giá ở chiều mua 38.279.000 đồng lượng, ở chiều bán 40.279.000 đồng lượng. Vàng nữ trang 14K có mức giá hai chiều mua bán 29.344.000 đồng lượng và 31.344.000 đồng lượng. Vàng nữ trang loại 10K mua vào tại mức 20.462.000 đồng lượng, bán ra 22.462.000 đồng lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Sacombank. Thưa các bạn, theo các nhà phân tích, mối đe dọa lạm phát ngày càng gia tăng đã làm thay đổi tâm lý trên thị trường vàng trong thời gian vừa qua. Hiện tại, các quỹ đầu cơ đang ồ ạt mua vào kim loại quý để bảo vệ tài sản của họ. Do vậy, giá vàng đã không bị giảm sâu sau khi có biến động. Vàng có tín hiệu giảm khi số liệu về tình hình việc làm của Mỹ được công bố cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã giảm và lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ giảm nhanh các biện pháp kích thích kinh tế và tăng lãi suất sau khi dữ liệu lạm phát tại Mỹ đã tăng mạnh vào thời gian gần đây. Trên thị trường chứng khoán, các nhà đầu cơ giá lên trên thị trường chứng khoán Mỹ đang giữ cho các chỉ số giá tăng trưởng tốt trong bối cảnh báo cáo thu nhập doanh nghiệp nước này đang rất lạc quan. Tuy nhiên, nỗi lo lạm phát vẫn tiếp tục gia tăng. Các cuộc biểu tình trên thị trường hàng hóa thô phiên ngày hôm qua cho thấy nhu cầu dự trữ trước thời hạn để lường trước khả năng tăng giá trong tương lai. Nhà phân tích cấp cao Ricardo Evangelista nhận định vàng hiện rất khó tìm ra hướng đi do sự không chắc chắn liên quan đến biến động của đồng đô la và phản ứng tiềm tàng của Fed, cũng như là các ngân hàng trung ương khác đối với lạm phát. Đồng đô la Mỹ đã có một đà tăng khá tốt và lợi suất ổn định hơn một chút thì giá vàng sẽ gặp áp lực ngay. Hiện tại, thị trường rất không chắc chắn về chính sách của Fed, với các dữ liệu kinh tế gần đây và nhận định của Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Vàng đang ở trong một xu hướng thận trọng trước cuộc họp tiếp theo của Fed vào giữa tháng 12 tới. Lạm phát cao và có thể sẽ kéo dài sang năm 2022 là động lực để các nhà đầu tư tìm đến vàng, chính là nơi trú ẩn an toàn. Nhiều dự báo cho rằng vàng sẽ tăng giá vào cuối năm nay và có khả năng được giao dịch trong khoảng từ 1.880 cho đến 1.920 đô la Mỹ một ao trong ngắn hạn. Các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay trên kênh của Minh Phát. Minh Phát cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn ngày mới sức khỏe và thành công. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.